Chào các bác nhé. Đây là những cái mẫu bẫy lồng mèo mà hôm nay một cái sáng kiến nhỏ em gửi tới các bác yêu bộ môn săn bẫy. Đó là em sẽ chế lại cái bàn đĩa này để làm sao cho các bác đi đánh nó hiệu quả nhất trong cái vụ tới này. Đây là chiếc lồng bẫy nhá. Khi các bác nhận về thì cái đĩa nó sẽ như thế này, hơi nhỏ. Em thấy như này hơi nhỏ một chút. Thì chúng ta có thể sáng chế bằng cái bàn đĩa bằng lưới. Lưới thì này thì bên cơ sở em rất chi là nhiều. Em dùng để cắt đĩa bàn bắn nguyệt đấy ạ. Và đây, lưới làm lồng đây. Nhưng mà tuy cái lưới này làm bàn đĩa thì mắt nó sẽ nhỏ hơn và thanh nó cũng sẽ nhỏ hơn nhá. Còn cái lưới mà để làm nên cái chất lồng này thì làm cái loại lưới to, lưới cực kỳ là chắc chắn. Thì em sẽ đi và làm luôn để các bác tham khảo. Với cái lồng bẫy lồng mèo này thì em thấy các bác đi đánh là rất là nhiều. Độ hiệu quả của nó thì rất cao luôn. Cái lồng này thì các bác không chỉ đi đánh mèo rừng, đánh cầy, đánh cáo. Các bác còn sử dụng vào việc là bắt mèo nhà đấy. Mèo nhà mà khi nó bỏ đi mà các bác mà nó không về, các bác có thể sử dụng cái mẫu bẫy lồng này nhá. Vô cùng là hiệu quả. Bởi vì em cũng gửi cho các bác rất chi là nhiều rồi. Phản hồi là bác nào có thể là bắt được với cái mẫu bẫy lồng này. Thì các bác sẽ đo một cái đo độ nhất định, sẽ làm nó tới đâu. Em sẽ đo làm sao cho nó chuẩn nhất nhé. Em sẽ cắt cái đến đây. Như này như các bác nhé, cách làm rất chi là đơn giản. Với một cái lồng như thế này thì các bác sơ chế cái bàn đĩa to như này. Với cái bàn đĩa như này thì các bác đi đánh là em đảm bảo nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Bởi vì bàn đĩa to khi mà con mồi nó bước chân vào cái thì nó sẽ sập ngay. Đấy, như này ok nhá, em sẽ buộc cần 2 đoạn dây thép. Trực tiếp luôn nó vào đây. Với cái lồng này thì mèo nhà các bác mà nó bỏ đi đấy, các bác cũng có thể dùng để thu phục. Rất chi là dễ. Bởi vì qua rất nhiều chia sẻ em thấy các bác đi đánh thì em thấy nó hiệu quả lắm. Cho nên là em lại gửi tới các bác mà đang tham khảo, đang cần cái mẫu bẫy lồng này. Thì các bác có thể liên hệ tới cơ sở bên em. Bên em làm tất cả những cái mẫu bẫy để phục vụ các bác giải trí, văn nghệ, đi săn bẫy. Đây như này nó ok được rồi nhá. Em sẽ buộc chắc vào. Cái này thì không để nói là buộc mà cái này nói là xoắn. Là dây thép. Với những cái mẫu bẫy lồng này thì các bác mà ở gần mà tiện xe thì em sẽ gửi xe, một lúc các bác sẽ nhận được thôi. Còn với các bác ở xa thì em ship qua đường bưu điện, ship tới tận tay các bác nhé. Giá bao ship hết, hợp lý. Đấy, này ok nhé. Cái này nữa, này chỉ cần buộc chắc là được thôi. Chỉ là nếu mà khi các bác mà nhận về một cái bàn đĩa nó mà bé thì các bác có thể kiếm cái tấm lưới làm như thế này. Thì bình thường là không có đâu. Nhưng mà nếu như các bác mà bảo em làm giúp thì em cũng sẽ làm luôn cho các bác. Các bác thấy sao ạ? Đấy, bây giờ em sẽ đục một cái lỗ ở dưới đây để buộc níu chắc các bạn nhé. Đây là em đóng một cái đinh để nó có một cái lỗ để em sẽ buộc dây thép vào. Làm như thế này thì em khẳng định là nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái mẫu bình thường. Đây nhá, thế này là đã được này. Em sẽ cắt bớt cái phần dây đi. vào đây luôn. À, thế này đã ok nhá. Và thì em sẽ tiếp tục này, em cho vào trong này. Cái thanh này rất chi là quan trọng khi các bác mà mua về để ý, nhỡ nó mà rơi cái này là phải đi tìm cái khác. Và một cái nữa để em gửi tới các bác này, khi các bác mua về nhá, các bác để ý cái phần cầu của hai bên này này, các bác làm sao phải cho cái này nó rơi nên rơi xuống thả tự do được. Như cái này là em thấy là hơi kẹt rồi đây này. Đấy, hơi kẹt thì các bác sẽ lắn vào nhá. Bởi vì bên em bán ấy, nhiều lúc là không để ý được đấy. Không để ý được thì nếu mà các bác mà đây này em chỉnh một chút là được rồi. Đấy. Đấy, như thế này là rơi tự do nhá. Thế là được rồi đấy. Cái bàn này. Nha, thế này là đã được rồi, cực kỳ là dễ. Còn thế này là đã được rồi nha các bác nhé, một cái cách rất chi là dễ. Đấy, cái dây này là chắc này. Có cái cách để dương cái mẫu bẫy lồng này các bác đi đánh nhá. Ở đây này em cũng làm qua để các bác tham khảo luôn, tiện cái việc đi đánh. Với cái mẫu bẫy lồng này nhá, thì các bác mua về này, đấy cũng như em vừa mới giới thiệu này, cái phần này phần chốt cửa nhá, các bác phải làm sao để cho nó rơi tự do này. Và luôn luôn là phải để nó ở phía bên ngoài đấy, đừng có để nó ở phía bên trong. Nếu như mà các bác mà để vào bên trong này quá thì nó sẽ không rơi ra được, khi nó sập nó sẽ không rơi. Cho nên là các bác phải để ra bên ngoài này. Cái này nó đồng thời nó là cái thanh chốt ấy, chốt cửa, chốt chắc đấy. Khi mà con mồi vào cái này nó rơi xuống thì sẽ không còn nào ra được. Thế các bác nhìn với cái thanh sắt như thế này thì một con thú cả chục kg vào không thể ra được nhá. Đây. Đây các bác thấy em làm cái bàn đĩa như này là quá chuẩn đấy nhá. Rất chi là vừa bạn. Các bác cắt làm sao cho nó chuẩn vào, để khi mà con mèo nó độ 1 cân, 2 cân vào nó sẽ sập ngay. Với cái mẫu bẫy lồng này thì bẫy đa năng, các bác có thể đi đánh cầy, đánh cáo, đánh chuột. Với một con chuột nửa kg vào cái bẫy lồng này cũng sập nhất. Đấy, gà như thế này là được rồi. Và các bác có thể ngụy trang ở bên này ngoài bằng lá cây hoặc là bằng cái bao. Đấy, rất nhiều các bác chia sẻ những cách rất là hay. Em sẽ thử luôn nhé. Nó rất chi là, em phải cho nó vào bên này. Đấy, đấy các bác thấy sao? Rất chi là hình dạng động một cái là sập ngay. Vâng, thế các bác mà cần cái mẫu bẫy lồng này nhá thì liên hệ trực tiếp đến bên em. Bên em sản xuất tất cả những cái mẫu bẫy lồng này cực kỳ là chắc chắn và tiện lợi. Vâng, thì các bác mà quan tâm thì đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông nhé. Để mỗi lần em làm video, các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái nồng của bên em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác.